Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hiện tại thì chiếc Mucho này em đang dùng đi công vụ thì đã về Nha Trang, nhưng bị lên tới Đà Lạt thì có một anh trai ảnh đổi một chiếc xe khác cho em và ảnh cướp mất con xe này luôn rồi. Bây giờ tụi em phải chạy một chiếc Kia CD5. Con này Mucho thì bữa giờ em cũng lên sóng mà em chưa có báo giá. Hiện tại thì chiếc xe này em đã bàn giao về tại thành phố Đà Lạt ha anh chị ha. Và con xe này thì bây giờ em không có tiến hẳn vào thành phố Nha Trang nữa, em bàn giao cho mấy anh em ở trên Đà Lạt, em đổ qua một chiếc Kia CD5. Và bây giờ đồng hành với em sẽ là một chiếc Kia CD5. Con này sản xuất đời nhiêu rồi? Đời 2000. Dung tích xi lanh là 1.1 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít xăng trên 100 cây số nha quý vị ha. Xe này thì đăng ký 5 ghế, 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn 6 tháng, đăng kiểm một lần. Bề ngoài của em nó thì nước sơn của em nó hiện tại thì mấy anh lấy mua và tập lái thì nói chung là nó xấu tàn tạ, xấu te tua luôn anh chị. Xe này anh chị nào lấy về thì bên em sẽ hỗ trợ dọn lại cho anh chị. Chạy vòng vòng ha. Đó, anh chị thấy bây giờ con xe này em sẽ tiến thẳng từ thành phố Bảo Lộc, từ thành phố Đà Lạt ha, tiến thẳng về lại Nha Trang. Xe thì anh chị nào thích mua trên đường lấy về dọn, em bán cho một cái giá cực kỳ rẻ luôn nha. Đợi sắp tới nơi rồi em cũng xả luôn cho anh chị dọn. Còn hiện tại là xe vẫn hoạt động bình thường. Đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2022 nha anh chị ha. Xe này thì một thời huyền thoại, mấy anh em trong trường lái chạy rất ok. Nhưng con xe này thì anh chị cứ an tâm nha, tập chạy tập lái và đặc biệt là không có đẩy đâu mà lo ha. Xe này đi tán gái rất là ok luôn nha quý anh chị. Thì bây giờ tụi em cuộc giao dịch của tụi em đã thành công. Bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị chuyển đồ qua chiếc Kia CD5 và anh em thu hồi đồ, kiểm tra đồ kỹ nha chứ mất công tí quanh lại nha. Bây giờ tụi em bắt đầu chuyển đồ hết qua xe. Dạ không chú, con bán xe trên đường là con không có báo giá. Khi nào xe thích thì dạ. Con nhập vô công ty người ta thiện chí thì người ta mới điện chú. Chứ đăng nhức đầu lắm. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị tiến hành chuyển đồ. Đây cũng quay sơ cho anh chị xem về cái xe Kia CD5 luôn nha. Đây. Xe thì nước sơn nó thì ở ngoài thì nó xấu lắm anh chị. Đó, còn anh chị nào lấy tập lái để về chạy luôn nha anh chị nha. Tại mình tập lái trước sau nhưng mình cũng phải va quẹt cản là bình thường. Đó như mấy cái cản này va quẹt là bình thường. Nước sơn ok. Máy này là dòng máy này thì nó rất là ngon anh chị. Kia CD5 cái Bright là dòng máy của nó rất là huyền thoại. Máy thì anh chị khỏi phải suy nghĩ ha. Mấy dòng này thì chạy nó sướng hơn Dagumatic rất là nhiều. Máy móc của em nó rất là ổn định. Đồ đạc sửa thì cũng như một chiếc xe Honda thôi anh chị. Đồ đạc nó rất là rẻ. Đây, sàn bọc nói chung nội thất với một chiếc xe tập lái tập chạy này thì với một cái giá tiền rẻ như một chiếc xe Honda nha quý anh chị nha. Xe này rẻ như một chiếc xe Honda thôi. Đó, thấy không? Chiếc xe màn hình anh chị quay cho anh chị thấy ha. Và bây giờ em sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe này em sẽ tiến thẳng về thành phố Nha Trang ngay bây giờ luôn. Tụi em bỏ đồ qua thì tụi em sẽ tiến thẳng về thành phố bên Nha Trang. Là quý anh chị nào thích sở hữu thì cứ alo cho em ha. Số điện thoại của em là 0796822220. Cũng như mọi chiếc xe khác thì em không có báo giá trên con đường. Anh chị thiện chí cứ alo cho em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Và cô chú anh chị nào đã đăng ký kênh thì hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Welcome thành phố Nha Trang, chuẩn bị anh em nào có ở Nha Trang thì có xe gì mua được thì báo em luôn nha.